Dạ vâng. À, cả nhà ơi, hôm nay đầu tuần của tháng 4 ạ. Vâng, em Hằng muốn mời cả nhà tham quan gian hàng bé nhỏ của em Hằng giữa thủ đô Hà Nội nhé. Vâng ạ. Đây là hôm nay về hàng cũng hơi khá. Và từ sáng giờ các bạn đang vừa dỡ xong ạ. Về được cái bộ tủ đài như thế này, em sẽ lên sóng cho cả nhà nhé. Đó, đây là một bộ Yamaha này, rất là to và khủng long luôn. Đồng thời là một bộ Technic này. Đó, em sẽ là quay qua thôi để cho anh em tưởng là đây là một bộ Technic nhá. Vâng. Đó. Và em sẽ có những cái clip này và chi tiết ở bên Zalo. Hay cả nhà kết bạn với em Hằng với Zalo nhé, thì có được những cái thông tin này và những cái thông số này và hình ảnh đáng trung thực nhá. Dạ. Và anh em nào mà lấy được những cái đồ của bên em Hằng thì trước khi gửi em có bản test. Vâng, và hình ảnh và CD cho cả nhà. Đây ạ, vâng, không gian bé nhỏ của em Hằng đây ạ. Vâng, có rất là nhiều đồ nhá. Ngoài những cái quai này, âm ly này, lọc này, đầu dẩy mã này. Vâng, MD, CD là đầu chuyên dụng này. Tất cả có ở trong cái không gian bé nhỏ này. Vâng, em Hằng mời cả nhà nhé. Đây là hàng của tháng 4, về thêm rất là nhiều đồ phong phú. Cả nhà hãy liên hệ với em Hằng. Dạ vâng. Đây ạ, ông chủ đang chỉnh đồ đây. Vâng, rất là nhiều đồ. Đó. Wow, sáng nay này này. Về thêm một những cái đài như thế này, anh em có tưởng tượng ra không? Đây là những cái tappe này. Và đồng thời nó là cũng là cái radio. Con này thì nó chạy đây. Vâng. Đây ạ. Đó. Tất cả những cái này nó rất là quen thuộc với Hồng Thủy. Nó có cả mic này. Vâng. Anten này. Vâng. Những con này thì nó là hàng độc rồi. Anh em cần thì cứ liên hệ cho em Hằng tất cả bên âm thanh Khánh Hằng Hà Nội nhé. Vâng. Đồng thời thì cả nhà ơi, đây ạ, em cũng thông báo qua nhé. Đó. Hay ông chủ từ sáng giờ nhận hàng mệt quá đang ngồi đây này. Hình như đang không nhầm thì đang uống cốc nước cam thì phải. Ôi là ăn chay mà kể cả ngủ chay rồi vẫn chưa đủ sức cho vụ anh em này. Cảm ơn ông chủ rất là nhiều, cả nhà động viên ông chủ nhá. Vâng ạ. Quả này ngủ chay rồi. Đấy, phải đang động viên. Vâng ạ. Đây là một bộ này, một bộ dàn rất là đẹp. Em sẽ có bản test và có hình ảnh trung thực nhá. Đây là những cái bộ tủ đài này. Vâng, quay qua để anh em biết được cái gì em Hằng đang về. Đó, đây ạ. Cái con này là một bộ này, là bộ Soli này. Rất là đẹp luôn. Đó. Đây là bộ Yamaha này. Dạ vâng. Đây là bộ Soli này. Soli này đặc biệt của nó lại có cả loa tay. Combo hàng về nó như thế này luôn. Anh em có quan tâm thì cứ liên hệ bên em Hằng shop của ông Thanh Khánh Hằng Hà Nội nhé. Sẽ có những cái bản test và nó vừa về xong. Vâng. Và đặc biệt thì là có những cái bộ như thế này thì anh em sẽ chờ em Hằng lên sóng nhé. Đây ạ, hàng về là nguyên bản như thế này. Và em Hằng chỉ có đánh bóng lên là rất là đẹp luôn đấy ạ. Vâng. Đó, anh em cứ nghĩ đây vừa về xong ạ. Đây. Sau đây còn tắm rửa cho anh em cho đi hiệu cắt tóc gội đầu còn kim cả tóc. Đấy. Hôm tới sẽ cho anh em xem một bộ độc nhất là bộ Pioneer này. Nó có cả mâm than Pioneer riêng. Vâng. Mâm than rất chuẩn. Một Pioneer turbo này cũng được. Đẹp lắm ạ. Cực kỳ đẹp. Cái này nó có cả quai, nó có thích thì cắm micro hát karaoke, nó có cả vang, cả echo này, có cả delay này. Con này hát rất hay. Quá xịn luôn. Vâng, vâng anh em cứ chờ ông chủ lên sóng nhá. Vâng. Hàng này nó là quá. Dạ vâng. Hàng là độc như thuốc độc bảng A đấy. Anh em thuốc độc bảng A. Anh em cứ chờ nhá. Vâng, phải còn chờ. Anh em mà chơi được đôi bốt này là vâng, bốt này hôm tới nó có cả chân đẹp lắm. Vâng. Điều khiển nó. Đây ạ. Đây, thì những cái này là hôm qua sáng nay em Hằng cũng vừa báo cho anh em rồi đúng không ạ? Một đôi này thì nó là tuyệt vời rồi. Con này thì là cái dòng này nó là dòng La Xuyên Lan nhỉ ông chủ nhỉ? La Xuyên Lan 6 băng. 6 băng đấy ạ. Đấy ạ, nó chạy 6 băng radio. Quá là tuyệt vời luôn ạ. Vâng. Cái này nó gọi là cái mic ạ. Micro. Vâng. Đấy, rất là đẹp. Xưa nó có cái đi tán gái nó là bố đỉnh đấy. Cả nhà ơi, vâng em sẽ lên sóng dần nhé. Đây là một bộ này. Đó. Và đồng thời thì hôm qua em cũng nói qua rồi, cái này thì rất là hay.
Bây giờ ông chủ đang chạy vào cái này đúng không? Đang chạy qua cái đầu MD giải mã MD, nhưng mà nó kim giải mã là GA700 đây này. Vâng. Đó. Cũng rất là hay. Ba cái đầu ba từ đấy. Đây là tất cả những cái dòng này là đều ba từ và ông chủ đã test luôn này. Vâng ạ. Rất là đẹp. Đặc biệt đây là những khi tôi loa như thế này là anh em có thể chơi vừa nghe gia đình này, vừa kim karaoke được này. Vâng, và rất là hay. Bằng cái tầm giá thôi ạ. Vâng, còn những cái bộ loa này thì là cũng là vừa nghe nhạc này, vừa đây nghe nhạc gia đình cũng rất là đẹp, yêu lơ. Vâng. Em sẽ quay lại cho cả nhà nhìn nhé. Và đây là còn một cái đài là em còn chưa lên sóng này. Đó. Cái này là mâm than này. Đó là chức năng 6.1. Còn cặp hạt nhân này nữa thì bao giờ chiến tranh Ukraine kết thúc? Còn một cái cặp này thì là ông chủ chưa lên sóng được, bận quá. Vâng ạ. Anh em hãy liên hệ với bên em hàng nhé. Đây ạ. Dạ. Em sẽ quay lại một cái này để cho cả nhà. À, không gian bé nhỏ thôi nhưng mà đầy đồ của anh em chơi sưu tầm. Vâng. Đó. Vâng. Đây ạ, rất là đẹp luôn đấy ạ. Vâng. Đợt này thì em đấu được mấy cái bộ tủ đài như thế này là hàng nguyên bản như thế này thì anh em cứ biết là về đến tận cửa hàng em hàng nó rất là như thế nào, rất là tuyệt vời đấy ạ. Dạ vâng, anh em có thể là liên hệ ngay để chốt trên Zalo. Vâng, tất cả mọi người phải chốt trên Zalo với em thì mới còn hàng được nhá. Vâng, phải chờ em hàng mà tăng lên thì có anh em đã chốt rồi. Vâng. Đây là cái bộ này là em đang chạy qua một cái âm ly Victor này, AX5 này. Đây là đang chạy mộc đấy ạ, chỉ có âm ly thôi ạ, và với cả đầu tháng 4 về thêm rất là nhiều đồ nhá. Vâng, thông báo để anh em chuẩn bị lĩnh vợ dần đi ạ. Vâng nha. Và rất nhiều anh em coi như là cứ phải giấu vợ ra quê em hàng. Đây ạ. Quầy rất là bé nhỏ nhưng mà đủ hàng để anh em sưu tầm và chơi nhá. Dạ vâng. À dạ vâng, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Dạ vâng ạ, để em đóng hàng thêm cho anh em nhé.